Pinh quá. I don't have a good feeling about this. Time to kick some ass. Pinh quá. Map này là Destiny Dispatch và mình đang quay cái này sau khi quay cái game Kino chập bằng nghệ thuật nên mình vẫn thấy hơi bị say. Look at this. Smells like dead zombies to me, and I got no cool. Ow. First aid here. All right. First aid here. Jimmy Gibb Jr. Don't worry, we're gonna come back for you. Cái này đi không? Machete here. First aid kit here. Look. Mày giỏi lắm. Thằng kia rồi. Smoker. Hãy có súng bắn đi. Witch Charger. Witch. Ok, tên mình đâu rồi? Ping của tao đâu? 187. Không tốt. Hey, look out. Thằng kia làm gì ấy? Look out now! Năm mươi tám bằng. Appreciate it, Nick. Oh man. Watch where you're shooting. Weapons over here. Ammo here. Vậy có một khẩu rồi. Đừng đi đâu. Yeah, I'm hurt a plenty. Got a weapon here. Yeah. I'm ready already. Get ready, I'm opening the door.
Nha, giờ mình thấy đỡ hẳn rồi. Không chóng mặt buồn luôn nữa. Mình không biết tại sao nhưng mà chơi Sly Venture với lại cái game trật tăng vừa rồi thì mình say ơi là say. Amnesia thì chắc cũng còn một chút nữa. Nhưng mà khi chơi Left 4 Dead này thì mình không bao giờ bị chóng mặt gì hết. Kể cả khi chơi một mình hay là lạc đường thì mình mới không bị. Mình không biết nguyên nhân do cái gì. Có phải là do mình thích chơi Left 4 Dead quá không? Xem nào. Có Risk of Rain là mình cũng không bị chóng mặt bao giờ ấy. Cái đấy mình cũng chơi với bạn và tập trung. Nhưng lúc chơi một mình thì tập nửa tiếng là mình chán bỏ. Amnesia thì chơi một tiếng mình cũng bắt đầu chán chán. Nam Vang trời khỏi nói. Mình chán ngay từ những phút đầu tiên. Nhưng mình không bao giờ chán đến mức chủ động muốn bỏ. Thì là vô thức của mình nó chán nên nó cơ thể nó bắt đầu phản ứng lại. Yep. Đây là cách giải thích duy nhất của mình. Cơ thể mình nó biết mình chán nên nó không tầm chơi. Cái kia rồi. Nếu bọn mày ra đấy được thì tao sẽ rất biết ơn. Tao lấy cái này. Úp mặt vào tường ngay. Ok. Không cần úp mặt đâu. Cái gì cái chào á. Giáo hiệu cái gì? Tao chưa biết đường đi rồi. Weapons. First aid kit here. Grabbing pills. Look over here. Nick. First aid here. Đừng tưởng bố mày đang không khỏe thì thích làm gì thì làm. Đây, đồ bố mày.
Con này heal luôn. Vì có mỗi tao quan tâm đến kích. I know that sound. Có thằng cáu rồi nha. Okay, full door. All right, weapons. Reloading. First aid kit here. Oh yeah. Get it off. Yeah. Hunter. Get it off. Get it off. Grenade launcher here. I can go for here. Map right now. Thank you. That wasn't necessary. Thanks. Jackie. Here. We might need these. Yeah. Oh man. Oh. Huh. Someone check this out. These. Look over hey, here. Ammo here. Boy, it's all work. Hoặc là mình đưa luôn bây giờ. Hoa. Ammo here. I need some help. Hey, look over here. Hey, some guns here. Charger! Damn it!
me up right. Real good. Thanks. Charger! Ammo here. Guys, I'm pretty hurt. Weapons ammo over here. Jockey! Ammo here. Smoker! No! You don't do it. What? This is really bad. Smoker! Không phát nào nữa. Over there. Let's go. You ready, guys? Oh yeah. Awesome. Ôi không, tôi hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Và tôi cầm một lô tốt, nó không giúp gì cả. Good. I'm reloading. Okay, mình mạo hiểm là vì lý do gì ấy? Thật ra mình còn 16 máu. I'm reloading. Đi đâu ấy? Jockey. Spinner! Reloading!
Yeah. I don't feel so hot. Oh! Hold up a sec. Can we wait here? Nhanh hơn đấy. Thanks, thanks a lot. Defibrillator here. Reloading. Smoker. We aren't gonna find anyone here. Tao cần máu tao đi trước à? Someone wanna call? Oh, better now. Eska. Thằng Reeve đã rush quit kịp cái con này. Cậu này bom này được. Someone's gonna need these. Over there. Ngon, ngon, rất ngon. Rồi sao nữa? We got guns. Adrenaline shot here. Check this shit out. Weapons over here. Ở bạc đục con đâu? Like first that. Aid here. Look over here. Watch my back. Okay, được đấy. Defib cũng tốt hết. Pills here. First aid kit here. Over there. Nhưng đây là đâu? All right, good. Hey Nick. Adrenaline shot here. Lấy luôn. That'll hold me. Đừng chỗ này chỗ nào bọn mày cứ đi đâu ấy. First aid kit here. Adrenaline shot here. Got Ellis. Guns right here. First aid kit here. Spin up! Burn him! Shut up!
Thank you.
Ok, cậu ấy được đấy. Và mình cần kiến tặng nữa. Cái này hả? Chỉ mẹ nó. Tớ đi đâu được? Hai con, đã lòn luôn. Hai con thì chịu rồi. Sons of bitches mess me up. Weapons here. They're coming. Oh, ra đây luôn rồi á. Nãy bọn mình đi đâu nhỉ? Thanks. Adrenaline shot here. Oh hell yeah. Oh yeah. Dưới này còn lấy đồ mà. Look at this. Nếu nào lấy đồ ngoài mình ơi. Anyway, mình chạy. First aid kit over here. We got a Hunter. Hunter's got Ellis. Boomer. Look at this. Hunter. Weapons. Somebody survived up here. Watch out. Đến đấy cái xe này. Trên anh bullshit.
adrenaline shot here. That's all. Here. Man, this shit hurts. Ok, quốc khẩu là tốt tốt em. Đây à. Ổn quá. Ở đâu rồi? À, mắt cuối rồi, đến mắt cuối rồi, mắt này ngắn đấy. Đi đâu? Đang đi đâu? Chỗ xanh xanh hả? Đang kiểu gì? Why? Sao lại thế nữa? Mở
súng rồi, hết rồi. Hết đạn rồi, hết súng rồi, hết mọi thứ rồi. Đánh ra. Bom máy có thể về đích nhanh nhanh rồi sao? Được chết rồi. Ok. Bom máy đâu ấy? Tao chết rồi bọn mày mới. Thế vậy là hai người sống. Yay.